Nhà sách Tiến Thọ xin kính chào quý khách. Với diện tích rộng 5.000 m², hàng hóa phong phú, đa dạng về mẫu mã, màu sắc, giá cả cạnh tranh, nhà sách Tiến Thọ xứng đáng là điểm mua sắm lý tưởng cho mọi nhà. Khu vui chơi có quy mô diện tích 2.500 m², lớn nhất trong hệ thống vui chơi của nhà sách Tiến Thọ, với khu nhà liên hoàn, khu nhà bóng, khu chơi cát, khu nhà bóng, khu sàn nhún, khu vận động mạo hiểm, trò chơi vận động vui vẻ, kích thích sự phát triển của bé, đu cây dừa, mâm xoay thú cưng, trượt sóng biển, cầu khỉ, vượt chướng ngại vật, cầu trượt, hệ thống máy game vui nhộn hấp dẫn các bé, máy nhún thú cưng, máy nhún ô tô, xe máy, đua xe máy nông trại, tàu hỏa, đập chuột, bowling, bắn bóng. Kính mời quý phụ huynh đưa các bé đến ngay địa chỉ nhà sách Tiến Thọ, cơ sở 3, tòa nhà 424 Nguyễn Trãi để nhận được những quà tặng ưu đãi cực lớn. Mừng đón Tết Trung thu, nhà sách Tiến Thọ triển khai chương trình khuyến mại cực lớn. Vui Tết Trung thu, nhận combo ưu đãi giảm 10% với các mặt hàng đồ chơi Trung thu với hóa đơn trên 100.000 đồng, giảm đến 60% với nhiều loại đồ chơi trẻ em. Giảm thêm 10% khi khách hàng thanh toán qua thẻ VNPay, áp dụng 1 tuần 1 lần. Đặc biệt, chương trình ưu đãi khai trương nhà sách Tiến Thọ cơ sở 3, tòa nhà 424 Nguyễn Trãi, giảm 50% giá vé khu vui chơi đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, từ thứ 2 đến thứ 6 25.000 đồng, từ thứ 7 đến chủ nhật 30.000 đồng. Rất hân hạnh được đón tiếp các bé và gia đình. Nhà sách Tiến Thọ xin kính chào quý khách. Với diện tích rộng 5.000 m², hàng hóa phong phú, đa dạng về mẫu mã, màu sắc, giá cả cạnh tranh, nhà sách Tiến Thọ xứng đáng là điểm mua sắm lý tưởng cho mọi nhà. Khu vui chơi có quy mô diện tích 2.500 m², lớn nhất trong hệ thống vui chơi của nhà sách Tiến Thọ, với khu nhà liên hoàn, khu nhà bóng, khu chơi cát, khu nhà bóng, khu sàn nhún, khu vận động mạo hiểm, trò chơi vận động vui vẻ, kích thích sự phát triển của bé, đu cây dừa, mâm xoay thú cưng, trượt sóng biển, cầu khỉ, vượt chướng ngại vật, cầu trượt, hệ thống máy game vui nhộn hấp dẫn các bé, máy nhún thú cưng, máy nhún ô tô, xe máy, đua xe máy nông trại, tàu hỏa, đập chuột, bowling, bắn bóng. Kính mời quý phụ huynh đưa các bé đến ngay địa chỉ nhà sách Tiến Thọ, cơ sở 3, tòa nhà 424 Nguyễn Trãi để nhận được những quà tặng ưu đãi cực lớn. Mừng đón Tết Trung thu, nhà sách Tiến Thọ triển khai chương trình khuyến mại cực lớn. Vui Tết Trung thu, nhận combo ưu đãi giảm 10% với các mặt hàng đồ chơi Trung thu với hóa đơn trên 100.000 đồng, giảm đến 60% với nhiều loại đồ chơi trẻ em. Giảm thêm 10% khi khách hàng thanh toán qua thẻ VNPay, áp dụng 1 tuần 1 lần. Đặc biệt, chương trình ưu đãi khai trương nhà sách Tiến Thọ cơ sở 3, tòa nhà 424 Nguyễn Trãi, giảm 50% giá vé khu vui chơi đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, từ thứ 2 đến thứ 6 25.000 đồng, từ thứ 7 đến chủ nhật 30.000 đồng. Rất hân hạnh được đón tiếp các bé và gia đình.